Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Những cơn sốc như thế chỉ có thể giải thích bằng một từ: bất trị. Henriette, sinh linh cao quý trên trời đang rạng rỡ, chẳng phải Bát Thước đã tỏ ra là một người có nhận thức tốt, là nhà quản lý tốt, một nhà nông học tuyệt vời sao? Nàng sung sướng vuốt tóc rắc, vui sướng cho mình, cho con. Một trò hề kinh khiếp, tính kịch nhạo báng, tôi quán hốt vì chuyện này. Sau này khi bức màn cánh này dán lên cho tôi đã thấy biết bao kẻ như đời mọt xốp, mà còn ít trung thực hơn, ít sùng đạo hơn ông. Thật mạnh mẽ biết bao sức lực, triền miên của một thiên thần đối xử với kẻ điên rồ. Một người đàn ông yêu chân thành thi dị với người đàn bà xấu xa, người lớn với trẻ nhỏ, một sinh linh tuyệt đẹp đối xử với kẻ xấu xí. Nàng Suyana cao quý sánh với thuyền trưởng Gia, như chuyện ở Bordeaux, như Ashida với bà de Beauséant, như người chồng đối với bà Eclemont, người vợ đối với hầu tước Despa. Từ lâu tôi đã tìm ý nghĩa câu đố này, tôi thú nhận với em như thế. Tôi đã sục sạo nhiều bí mật, tôi khám phá nhiều nguyên nhân, nhiều lực tự nhiên, ý nghĩa của những điều thiêng liêng khó hiểu. Nhưng về ông này, tôi không biết gì cả. Tôi luôn nghiên cứu ông như một hình ảnh bể đầu bể ốc của người Ấn Độ mà thần thánh đã xây dựng ý nghĩa tượng trưng. Ở đây, tên ác thần rõ ràng là người chủ, và tôi không dám kết tội Chúa. Bất hạnh không thuốc chữa, ai nỡ đâu dệt nên nổi. Henriette và triết gia lạ mặt có lý chăng? Xu hướng thần bí của họ ẩn chứa lòng nhân đạo chăng? Những ngày cuối cùng tôi còn ở trong vùng, thì mùa thu đã trút lá. Những ngày u ám mây sầu, đôi khi che khuất bầu trời xứ Turan, dông trong trẻo và nóng vào mùa đẹp. Hôm trước khi tôi lên đường, phu nhân de Mortsauf đưa tôi ra hàng hiên trước khi ăn tối. Felix thân yêu, nàng nói với tôi sau khi lặng lẽ đi dạo với hàng cây chuỗi lá. Bạn ra ngoài xã hội, và tôi muốn tháp tùng bạn trong suy nghĩ. Ai đã đau khổ nhiều thì sống nhiều. Đừng tưởng những tâm hồn cô độc không biết gì về xã hội, mà họ phán đoán xã hội. Nếu tôi phải sống thông qua bạn, tôi không muốn khó chịu trong lòng hay trong lương tâm. Giữa trận chiến thì khó nhớ hết quy tắc. Cho phép tôi dạy cho bạn vài điều như mẹ dạy con trai. Ngày bạn lên đường, tôi sẽ trao cho bạn, bé yêu, một bức thư dài mà bạn sẽ tìm thấy những ý nghĩ của phụ nữ về xã hội, về con người, về cách đối đầu với khó khăn trong cuộc tranh chấp quyền lợi. Hãy hứa cho tôi là bạn chỉ đọc ở Paris. Lời khẩn cầu của tôi biểu lộ tình cảm ngẫu hứng đầy bí mật của bọn đàn bà chúng tôi. Tôi nghĩ là không thể hiểu tình cảm ấy, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ đau lòng khi biết tình ấy được ai đó nhận ra. Hãy chừa cho chúng tôi vài lối mòn để phụ nữ dạo bước một mình. Tôi hứa với bạn, tôi nói và hôn tay nàng. À, tôi còn yêu cầu bạn thề một lời, nhưng chúng ta hãy viết ra đã. Ồ dân, tôi nói với nàng và tưởng rằng đó là chuyện thủy chung. Không phải về tôi, nàng nói tiếp và cay đắng mỉm cười. Felix, đừng đánh bạc trong các phòng khách. Tôi không loại trừ phòng khách của bất cứ ai. Tôi không bao giờ đánh bạc, tôi đáp lời nàng. Tốt, nàng nói, tôi thấy bạn nên dùng thời gian tốt hơn là tiêu phí trong những ván bài. Bạn sẽ thấy sớm muộn gì người ta cũng thua, còn bạn luôn thắng. Sao thế? Bức thư sẽ nói cho bạn. Nàng vui vẻ trả lời, khi những lời căng dặn mất đi tính chất nghiêm túc mà các bậc trưởng bối thường biểu lộ. Nữ Bát Thước nói chuyện với tôi trong vòng một giờ và chứng tỏ cho tôi thấy tình thương mới sâu sắc khi tiết lộ nàng đã ngẫm nghĩ về tôi nhiều biết bao nhiêu trong 3 tháng vừa qua. Nàng soi thấu từng nếp gấp trong tim tôi và cố gắng áp trái tim nàng vào đấy. Giọng điệu của nàng đa dạng, vừa thuyết phục, những lời lẽ của nàng buông ra từ trái tim người mẹ và biểu lộ bằng thanh điệu cũng như chất liệu bên trong rằng tôi đã gắn bó với nhau rất sâu sắc. Nếu bạn biết, nàng nói để kết thúc, tôi dõi theo bạn lo âu xiết bao dọc đường, vui mừng không xiết khi bạn đi đúng đường và khóc than khi bạn vấp ngã ở khúc quanh nào đó.
hãy tin tôi, tình thương mến của tôi không ai sánh kịp. Tình ấy vừa vô thức vừa chọn lọc. À, tôi muốn thấy bạn hạnh phúc, quyền thế, được trọng vọng. Đối với tôi, bạn là một giấc mơ sống động. Nàng khiến tôi bật khóc, nàng vừa dịu dàng vừa kinh khủng. Tình cảm của nàng dễ phát hiện đến liều lĩnh. Tình ấy thật thuần khiết nên không cho gã thanh niên khao khát lạc thú là tôi chút hy vọng mãi mãi. Trai lại thịt da tôi rách thành mảnh vụn trong tim nàng. Nàng rót cho tôi những tia sáng không ngừng và không thể quý hoài bằng tình yêu thiêng liêng chỉ thỏa mãn phần hồn. Nàng dương lên tầm cao trong đôi cánh ngũ sắc của tình yêu, từng khiến tôi ngấu nghiến bờ vai nàng. Đôi cánh ấy không mang tôi đi. Để đến gần nàng, người đàn ông phải chinh phục đôi cánh trắng muốt của thiên sứ. Mọi điều tôi nói với nàng, tôi sẽ suy nghĩ, Henriette sẽ nghĩ sao? Tốt, tôi muốn là ngôi sao trên thánh điện. Nàng nói và khiến tôi liên tưởng đến những giấc mơ thời thơ ấu và tìm cách hiện thực qua nó để đánh lừa khoái lạc của mình. Bạn sẽ là tôn giáo của tôi, ánh sáng của tôi, bạn sẽ là tất cả, tôi thốt lên. Không, nàng trả lời, tôi không thể là nguồn vui của bạn. Nàng thở dài và ban cho tôi nụ cười chưa bao phiền muốn thầm kín, nụ cười của một nô lệ trong phút giây nổi loạn. Ngay từ hôm ấy, nàng không chỉ là người yêu dấu mà là người được yêu dấu nhiều nhất. Trong tim tôi, nàng không phải là người đàn bà đòi có một vị trí được ghi khắc bằng sự tận tụy hay khoái lạc cực đỉnh. Không, nàng là cả trái tim và là điều gì đó cần thiết cho cơ bắp. Nàng trở thành nàng Beatrice đối với thi sĩ người Florence, nàng Laure không tì vết của thi sĩ Venice, mẹ của những tư tưởng lớn, chính nghĩa của những quyết tâm cứu rỗi, nguồn nâng đỡ tương lai, ánh sáng soi rọi trong bóng đêm như hoa huệ trong tan la u ám. Phải, nàng đọc lên quyết tâm rực lửa, tái sinh mọi vật trong nguy khốn. Nàng trao cho tôi tinh kiên định của tể tướng Coligny để thắng những người thắng trận, để tái sinh từ thất bại, để cho những kẻ hiếu chiến nhất phải mệt lã. Hôm sau, khi ăn trưa ở Frappes và từ giã ông chủ nhà, để thỏa mãn tình yêu ích kỷ của tôi đến Clotheswood. Đức ông và phu nhân de Mortsauf đã dự tính đưa tôi đến Tours, nơi đó tôi sẽ đi Paris vào ban đêm. Dọc đường, nữ ba tước im lặng nhưng thân ái. Ban đầu, nàng diễn cớ mình nhức đầu, rồi nàng đỏ mặt vì đã nói dối. Rồi nàng che đậy bằng cách nói, nàng không thể thấy tôi đi Paris mà không tiếc nuối. Ba tước mời tôi đến nhà ông, khi vắng mặt ông được xét xem mà tôi muốn trở lại sông An. Chúng tôi chia tay nhau thật hùng dũng, không rơi lệ, nhưng như vài đứa trẻ yêu đuôi, rắc có một động tác nhạy cảm khiến cậu bé rơi lệ, trong khi Madeleine đã dông phụ nữ lâm rồi, siết tay mẹ mình. Con yêu, nữ ba tước nói và hôn rắc cuồng nhiệt. Khi tôi còn lại một mình ở tour, sau khi ăn tối, tôi điên giận mà không giải thích được. Mà người ta chỉ cảm thấy khi còn trẻ, tôi thuê một con ngựa và trải qua 5 khắc đồng hồ, vượt qua khoảng cách từ Tours đến Pont de Rouen, nơi đó hổ thẹn vì cơn điên của mình. Tôi chạy bộ trên đường, tôi lên hàng hiên như một tên gián điệp, như chó sói. Nữ ba tước không ở đấy. Tôi tưởng tượng rằng nàng đau khổ, tôi giữ chìa khóa của cánh cửa nhỏ. Tôi bước vào, lúc này nàng bước xuống thềm nhà với hai con để hít thở, buồn man mác và chậm rãi, khung cảnh tà dương. Mẹ ơi, Felix kìa, Madeleine nói. Phải, tôi đây, tôi nói vào tai nàng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở Tours khi còn dễ dàng gặp lại bạn. Tại sao không làm tròn niềm khao khát mà 8 ngày sau ta không thể thực hiện nữa. Anh ấy không rời xa chúng ta mẹ ơi, Jack kêu lên và nháy lên nhiều lần. Anh im đi, Madeleine nói, anh sẽ làm ông tướng chú ý. Làm vậy là không ngoan, nàng nói tiếp, điên rồ quá. Âm thanh phát ra trong nước mắt ẩn dâu từ giọng nói của nàng đã trả giá xứng đáng cho điều mà ta gọi là sự toan tính nặng lãi của tình yêu. Tôi quên trả cho bạn chiếc chìa khóa này. Tôi mỉm cười nói với nàng, vậy bà không về nữa sao? Nàng nói, ta có rời xa nhau không? Tôi hỏi và đưa mắt nhìn nàng, nhưng nàng cụp mi mắt xuống để che đậy câu trả lời câm lặng. Tôi ra đi sau vài khoảnh khắc,
trôi qua trong niềm kinh hoàng của những tâm hồn hạnh phúc. Hết ngất ngây này đến ngây ngất khác, tôi chậm chậm ra đi và quay lại không ngừng. Khi lên đỉnh đồi, tôi ngắm thung lũng một lần cuối. Tôi ấn tượng vì sự đối lập thung lũng tạo ra khi so sánh với cảnh tượng hồi tôi mới đến. Chẳng phải nơi ấy không mưa xanh, không rực lửa như khát vọng của tôi. Bây giờ đã đi vào những bí ẩn tâm tôi và buồn bã của một gia đình, chia sẻ lo âu của một nàng Niobe cơ đốc giáo, buồn như nàng hồn sạm nâu. Lúc này tôi thấy thung lũng có sắc độ của ý nghĩ tôi. Lúc này cánh đồng hoàn toàn trũi lá, lá thùy dương đã rơi và những chiếc lá còn lại thì có màu quen rí. Những cành nho đã chai rủi, đỉnh rừng thưa có sắc màu trầm của gia thuộc mà xưa kia các vị vua hay dùng làm trang phục và giấu kín màu đỏ tía của uy quyền dưới màu nâu của gia thuộc. Luôn hài hòa với suy nghĩ của tôi, thung lũng có những ánh nắng chiều tà ấm áp đang chết liễm, còn hiển hiện cho tôi hình ảnh sông động trong hồn. Rời xa người phụ nữ mà mình yêu là tình cảnh khủng khiếp hay đơn giản là tùy theo bản chất. Còn tôi thình lình thấy mình như lạc lõng ở xứ lạ quê người mà tôi không rành ngôn ngữ. Tôi không còn bám víu gì hết. Khi thấy bao điều không chút ràng buộc gắn bó, lúc đó tình tôi mênh mang chan chứa và Henriette yêu dấu dương cao trong kỷ niệm. Nàng là hình ảnh được sùng bái như một tôn giáo mà tôi quyết định không để mình vướng bận nhơ dưới nữ thần thầm kín ấy. Và tôi khoác cho mình chiếc áo trắng lý tưởng của các thầy dòng Levi, bắt chước Petrarch xuất hiện trước lô Deneuve mặc toàn màu trắng.